Một vụ xả súng và nổ bom tại một trường đại học ở Tây Bắc Pakistan hôm 20 tháng 1 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 21 người và làm bị thương hàng chục người khác. Các lực lượng an ninh cho hay một nhóm từ 10 đến 12 tên khủng bố đã xông vào đại học Bachar Khan thuộc thị trấn Charsada vào khoảng 9 giờ sáng và nổ súng vào các sinh viên và giảng viên. Ít nhất có 2 tay đánh bom tự sát trong nhóm khủng bố này. 4 kẻ tấn công đã bị giết trong một vụ chạm súng với các lực lượng quân sự Pakistan. Một người phát ngôn của đảng cầm quyền trong tỉnh nói với các nhà báo rằng có ít nhất 50 người được đưa vào các bệnh viện ở gần đó để chữa trị các vết thương. Người phát ngôn của Taliban ở Pakistan nói nhóm này không có liên quan gì đến vụ tấn công vừa kể và nói thêm rằng vụ tấn công này đi ngược lại với luật của Hồi giáo Sharia. Thủ tướng Pakistan đang đi thăm Zurich đã lên án cuộc tấn công mà ông mô tả là hèn nhát và bày tỏ đau buồn sâu xa về sự cố gây nhiều tử vong này.